Ngoại nó để lại làm nhà nó, ngoại nó chết sụp sụp, nhà nó tệ lắm. Xanh sao không cô? Thiệt, nó vợ gặp tôi con bé nó nhìn không ra mẹ nó luôn nữa. Chứ nó nói đúng lời, từ giờ nhìn nó biết ra mẹ, tại vì nhỏ lớn nó ở với ngoại nó không à. Khổ đi mà ăn cũng có cũng về ngoài gia đình này thăm mình nè. Bạn vụ qua. Bạn vụ qua. Ôi trời ơi. Vụ qua sao? Kiểu mà đi qua bên đây chơi, nó ngồi rồi nó còn ba mẹ nó bên này có quan chị làm chị làm. Ờ. Làm đi đàng hoàng. Chị qua đây bao nhiêu năm? Ý là mắc rồi bà ngoại, ông ngoại nó cũng đi kiếm ngoài cũng không được. Rồi ông ngoại bà ngoại nó ngày ngày không hay tin tức gì, thì nghỉ lâu quá rồi cũng là nghĩ nó chết thôi. Chứ nếu nó còn sống người này người kia, người ta không phải gặp nó. Nghĩ nó chết sao, nghĩ nó sống sao đó. Tôi trên mạng á, nhìn thấy mà nếu nhìn tôi, cũng ra nhìn ra con tôi đã lúc kia cái mặt của nó y gan tôi à. Nó mặt nó tròn lắm, xanh nó ra là mặt nó tròn, cái mặt nó chỉ nó nhìn sơ ra là nó biết nhìn nó ra nó luôn. Nó nói tên cha với chân mẹ, tên em nó, tên nó, ngoại nó để lại làm nhà lúc ngoại nó chết sụp sụp, nhà nó tệ lắm. Sao chị không chịu về Việt Nam? Không có tiền về. Chị muốn về Việt Nam không? Chị muốn về Việt Nam không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện tại thì Bùi Hồ có mặt ở tại một cái con hẻm nhỏ tại thành phố Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. À, và sau cái đoạn clip mà Bùi Hồ đăng về một cái cô hot girl móc bọc ngay tại thủ đô Phnom Penh tìm về quê hương nhưng mà không có tiền về đó, thì gia đình mới gặp lại cái đoạn clip đó và có liên hệ đến Bùi Hồ và em Phong Bùi. Gia đình cũng khổ, em cũng đang đi mưu sinh đi làm thuê ở Đồng Nai. Em đang ở Đồng Nai hả? Dạ. À, ngày xưa em với lại chị sao? Em ngày xưa là gia đình khổ lắm, là mẹ chị ấy với ba chị ấy là không còn ở bên nhau nữa. Rồi đi thì có ba đứa anh em là ở với ngoại từ nhỏ đến lớn luôn. Mà ngày ngoài mắt á, nhưng mà không có được gặp chị. Ngoại níu kéo chị không được gặp chị. Dạ có ba là với lại Duyên là bạn chị em bằng gì? Em là dây chị, dạ. dây anh hay là dây em? Dạ dây em mà chị bị ta dụ đi vậy á, mất tích luôn tới giờ luôn, không liên lạc được mà không biết mặt mũi gì hay sao mà hôm qua vô. Dạ lúc chị Duyên dụ đi là hai mấy tuổi, là cái kỳ đó em nhớ có đợt đó là chị nói là để chị đi với lúc đó là ba chị em cũng vẫn còn ở bên ngoại. À. Đó, ngoại cũng lo là nói chị đó nói là đi qua bên đó chơi thôi. Rồi chị đó nhắc về là đó là cũng đi làm chung công ty nhau á. À. Dạ. Rồi xong rồi tự nhiên đi rồi em không biết mặt mũi chị đó là ai luôn á. Rồi đi rồi tiện chị em mất tích tới giờ luôn. Ô trời. Dạ mất tích tới giờ luôn á, là không biết đâu mà tìm được. Thất lạc ơi, mà gia đình khổ rồi, ngoại em nặng lội đi khóc quá trời khóc, đi tìm không được. Em hai bà cháu em, ngoại em chị sẽ đạp tục tật đi tìm chị em về mà không được. Có ba chị em cũng tựa bên nhau với ngoại. Ờ. Đó, đúng rồi, em ngoại em cũng nói là khi ngoại em mất, ngoại em cũng nói là chị hai mà chắc cũng còn nữa, chị hai mà chắc cũng mất rồi. Ngoại em nói vậy xong ngoại mới mất à. Trời ơi, ngầm ngồi thiệt ha. Ngoại em, trước khi ngoại em mất, ngoại em nói câu vậy đó. Ủa, ngày mai mới tiệc ha, mai em. Ngầm, đau lòng quá. Dạ, em thì không biết cách nào, khổ, gia đình khổ mà. Các giữ gìn dạ. Sức khỏe ha. Dạ, em cũng cảm ơn anh nhiều, em cũng chúc anh nhiều sức khỏe nha. Anh sẽ chia sẻ cái đoạn ghi âm này lên trên mạng nha, Tri nha. Dạ. Cho anh tinh thần của em sớm nhất nha Tri. Và hôm nay thì hai anh em đến đây để ghi hình về mẹ ruột của chị Duyên, xem cái tình hình, đã xem những cái đoạn clip đó. Và bà rất là vui mừng. Và hôm nay thì Bùi Hồ và em Phong Bùi muốn đến đây chia sẻ
về mẹ của chị Duyên, và chị Duyên sau hơn 10 năm xa cách mà không gặp, gia đình cứ ngỡ rằng là chị Duyên đã không còn trên cõi đời này nữa. Và hôm nay thì biết tin anh em của tụi mình đi đến đây đó, thì ở đây bà con đến đây rất là nhiều nè cô bác anh chị. Và mẹ của chị Duyên á phải bắt xe từ Bình Dương về thẳng ngay tại xóm trọ ngay tại An Giang này để cho chị Duyên gặp thẳng ha. Bây giờ mình vô trong luôn ha. Hôm nay thì tụi con ở Campuchia về Việt Nam, một cái mục đích đó là muốn đưa chị Duyên từ bên Campuchia về. Thì cô biết được cái thông tin hình ảnh của chị Duyên từ đâu ạ? Ở trên mạng á, coi rồi người ta mới ấy rồi, ta mới nói. Lúc cô xem cái hình ảnh đó, cái cảm xúc con như thế nào? Cảm xúc cũng như là gặp con thì cũng không. Dạ. Tại vì mặc định từ lâu rồi. Từ lâu rồi. Tưởng là con nữa chứ. Còn gì? Dạ gì, thấy nó không chịu không nổi. Rồi đó giờ cũng đi nó chết không. Nó không nổi, nó cậu sống vậy mà nó đi bụng vậy. Và chắc có lẽ thì trước khi mình tiếp tục trò chuyện thì mình hãy cho mẹ của chị Duyên xem lại những cái thước phim họ anh em mình ghi nhận bên Campuchia ha, để thấy được cái hình ảnh và cuộc sống mới nhất của đứa con ha. Chị Duyên thì năm nay nghe là 30 tuổi đúng không ta? Nó sanh năm 90, nó ủ con ngựa đó. Dạ. Sanh năm 90. Tại vì đó nó ở với ông bà ngoại đó. Dạ. Nhỏ lớn luôn. Con để đây ha. Ông bà ngoại nó nhỏ tới lớn, có chồng cũng đi lưu lạc rồi đi mướn trọ không mà cũng không có, cũng không có nhà cửa gì hết trơn, có chồng sao cũng khổ lắm. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Chỉ nghe ông bà ngoại nó nói. Xin một. Chia sẻ với gia đình á một cái thông tin như thế này, con với anh Bùi Hồ đã gặp rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam cũng như Campuchia. Nhưng mà đây có lẽ là cái người mà tụi con có nhiều cảm xúc rất lớn. Con nói thật ra nha. Dạ. Nó hơi thật ra. Nó tệ hơn cả một con vật luôn. Dựng hai cái miếng bạc này nè. Rồi nằm trên đấy xong. Cái ngày mà con ra là hai người con cô với anh này là đêm hôm qua đói. Đói mà tới mức mà bị sốt luôn. Hồi giờ thì mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào mà ai đói mà ngất xỉu á. Chị này là đói ngất xỉu. Và cái khoảnh khắc mà khiến cho hai anh em nhớ nhất đó là lúc đó bới rác. Nghĩa là đây là một cái thùng rác nằm ở giữa cái chợ trời. Và chị Duyên á leo lên trên cái thùng rác, người ta ném rác vào. Rác đội lên trên đầu luôn. Về để nhặt rác. Lụm nhớ cái mũ ve chai á, bán được đồng nào thì mua cơm được phần đó. Thật. Gia đình cũng ve chai được không? Nhớ
mấy anh cũng khổ, giúp đỡ cho nó giờ gì, cái giờ dành cũng khổ quá. Em, hai vợ chồng em đi làm ở thành phố, nhà cũng đâu có được tiền đâu. Nhà cúc mẹ chết, cái giờ cái nhà chụp chụp với cái chồng vậy đó. Rồi hai chồng dành lượng mới, chịu không nổi, cái hai chồng em mới cắt được cái nhà. Mượn đâu có đủ tiền, ở sớm người ta cho mượn tiền, cắt lên. Hai chồng dành lượng đi làm mấy năm ở trên thành phố, 3 năm trời. Rồi chịu không nổi, bắt đầu mới về, về mẹ chết, về cũng dịch đó đâu có cho nhìn được đâu. Rồi cái nhà không có chỗ nào mà thờ cha mẹ được hết trơn. Cái bắt đầu người này cho, người kia cho. Cái dành dành nó cắt lên, còn thiếu nhiều đó, mượn đặt thẳng người ta, còn giờ cậu đang góp tiền cho ta. Cái có lời là người về thờ, người cha với mẹ chở nó, còn đó giờ thì nó sống với bà ngoại với ông ngoại nó luôn, từ nhỏ tới lớn. Mẹ nó thì có chồng khác, ba nó thì có vợ khác, rồi mẹ nó hay gì đó, rồi đâu có biết mẹ nó đâu đâu. Rồi sau bà đi rửa chén rồi ta bà mới thấy gì cho bà câu chồng nó giống con bà cho bà nhìn bà ấy, rồi mấy người ta cho số điện á, thì cho bà về bà có chồng cũng khổ, nó bị muốn lên nó xuống. Mọi người có thể thấy không, đây là cái thùng rác. Và chị Duyên phải, cái thân rất là nhỏ, phải leo lên trên cái thùng này này. Và ở dưới người ta đâu có biết là có người trong đó đâu. Ngồi hứng rác, người ta liệng vào, đồ dơ liệng vào. Liệng vào chỉ để chờ có những cái mũ ve chai để bán. Ở bên đó thì giỏi lắm, một ngày kiếm được khoảng 30 ngàn tiền Việt Nam. Ở mình thì một ngày ăn được 3 bữa cơm. Nhưng mà đối với chị Duyên á, đúng không anh? Hình như là một cử thôi. Đúng rồi. Một bữa cơm duy nhất thôi. Mà hộp cơm của nó không có phải là như hộp cơm đầy đặn như mình. Hộp cơm như hộp xôi đó, nó ít cơm ấy. Chính mà thân em ăn không đủ no luôn á. Không bao giờ đủ no. Nếu mua một hộp cơm anh. Từ bây giờ con hỏi cô rõ hơn nha. Hồi xưa gia đình mình như thế nào và vì sao chị Duyên từ bên Long Xuyên, An Giang lại dạt qua xứ Campuchia nè? Nó lạ tụi. Tôi với cha nó thôi nhau. Là nó ở ông bà ngoại nó nhỏ lớn luôn, là ông bà ngoại nó cho nó đi học hành chứ tôi không biết không có ấy gì chứ. Rồi sao nó ông bà ngoại nó nói nó đi đâu tụ tập với bạn bè nó, ông bà ngoại nó không biết. Tôi cũng ít có về nhà lắm, tại khổ quá rồi. Chị Duyên có chia sẻ rằng là ngày xưa là bạn của chị á dắt chị đi qua Campuchia, nói bên đó làm ăn được lắm và có rất là nhiều tiền. Thì chắc có lẽ là gia đình mình lúc đó rất là khó khăn và chị Duyên đi thất lạc. Tại đến thời điểm giờ ngoại bà ngoại, bởi vì tôi đâu có biết nó gành đâu với, nó chơi với bạn bè nào thật sự ra nó mới dẫn về cũng không có biết luôn, rồi có nó đi theo rồi đó cũng không biết luôn nữa, rồi nó đi mất tích luôn. Tới bây giờ ông ngoại nó với bà ngoại nó còn kiếm nghĩ nó chết thôi chứ không có ai mà nghĩ nó còn sống đến ngày hôm nay đâu. Tại vì nếu con người còn sống á thì quái gặp mặt về rồi. Mà cái này không thấy nó về nữa, nó biết đường về nhà, cái đâu có nó không biết đâu. Mà tưởng đâu nó chết rồi. Mà cũng đâu có biết nó đi đâu đâu mà kiếm. Mà kiếm giờ cũng không có tiền nữa, anh biết. Ở đây nghèo, đi làm nhiêu là sống ngày đó hết trơn mà. Con cái lùm lùm đời đời nữa. Lụm da chai đâu có mà được nhiêu tiền đâu. Ngoại nó chết vô đại năm nữa, gần ngoại nó chết mà gần lâu rồi. Ông với bà chết rồi tháng 6, mà tháng 6 này mới đi xã tan đó nè. Hôm trước em có nghe một cái cuộc gọi là từ em họ của chị Duyên. Nói rằng là lúc bà ngoại còn sống á, thì bà ngoại thường đạp xe đạp đi kiếm chị Duyên. Lúc mà bà ngoại còn khỏe đó, thì đạp xe đạp cùng với lại cái em đó đó, đi kiếm chị Duyên khắp đầu đường xó chợ. Ngày nào còn khỏe thì ngày đó ăn cơm xong là đi kiếm. Bà kiếm này kia đi kiếm nó, bà cũng đi kéo xe đi lượm này kia mà không có thấy, đâu có biết nó đâu luôn. Nó đi chơi với bạn bè này kia cũng không có biết nó luôn. Nghĩ tưởng nó chết rồi, đâu nghĩ nó còn sống gì đâu. Thấy mất tích quá lâu rồi, giá tỷ nương ta còn sống, ta cũng còn về nhà. Cổ này không có thấy nó về, mà mấy người mà đi chung chơi này kia nó cũng không thấy nó luôn. Mất tiêu luôn. Mình đâu có nghĩ là còn sống đâu, tự nhiên đăng Facebook lên. Rồi mấy giờ mới thấy mới biết thôi, rồi cái nhờ sớm điền biết chữ nè. Chứ gia đình em không có biết chữ. Dốt không mà không ai biết chữ hết á. Rồi nhờ người ta chia sẻ, kêu người ta đăng dùm, nó xin cho nó về. Dạ. Không biết là chị Duyên từ Việt Nam qua Campuchia sống bao nhiêu năm rồi ạ?
đã nó ở với ngoại nó, ngoại nó à? Có gì nó là gì nó gành nè. Nó đi hồi khúc nó mười mấy tuổi tới giờ. Như vậy là đã hơn 10 năm rồi. Dạ, nó đi hồi ấy tới giờ nó không biết bao nhiêu luôn. Con xin chia sẻ cái khoảng thời gian chị Duyên ở Campuchia cho cô được rõ nha. Chắc cô cũng chưa nắm được. Dạ. Nó như là cái địa ngục trần gian vậy á. Khi mà sang Campuchia á, thì lúc mà tụi con gặp chị Duyên á, có một câu mà chị Duyên muốn nhờ tụi con gửi đến cho cô. Đó là con xin lỗi mẹ, vì hồi xưa con cãi mẹ, con theo bạn bè để đi qua Campuchia. Lúc đó bạn bè có kêu rằng là qua đó làm ăn, qua đó làm cà phê. Và cô biết có làm gì không? Đó nó tại nó nói vậy chứ nó ở với ngoại nó nhỏ lớn luôn là đi lấy chồng làm để ở ngoài bà ngoại nó nuôi nó với em nó luôn, thằng con trai nữa. Thằng đó là nó tuổi mà con gà đó. Và khi qua đó người ta đẩy vào một quán cà phê Miêm. Quán cà phê làm gái. Và chị Duyên có kể lại cho con nghe. Tại con có nói vậy chứ tôi mẹ vô trách nhiệm lắm, không có trách nhiệm gì con tôi đâu. Nói là tôi không ở đây chung con ma, nó ở với bà ngoại nó thôi. Cô với chú là có mấy người con? Đi hai chị em nữa đó. Thôi thôi ba nó ra. Không có trách nhiệm gì với con tôi chứ. Và khi làm những cái quán cà phê này á, không chịu tiếp khách á, là bị đánh. Chị bị gãy một cái đốt xương bên đây nè. Vì bị những cái cây giang hồ ở bên quán cà phê bên Campuchia. Và sau đó thì muốn giữ chân chị bằng cách là ép cho chị chơi ma túy. Chị phải trở vào con đường nghiện ngập mới chịu ở lại, không chịu rời đi nữa khác. Và khi mà nó khó khăn quá đi, chị đã trốn một lần và bị bắt đánh một trận như tử. Rồi sau đó là chính những cái người mà làm trong quán cà phê thấy tội quá, họ đã tìm cách chạy thoát cho chị. Và khi thoát ra được rồi á, thì trở thành một con nghiện ở xứ người. Vì nghiện ngập ở bên đó thì không có ai chứa đó, phải dựng một cái chòi nhỏ như thế này nè. Mà con vô con thấy rất là sốc. Nó không phải là cái nhà, con nhìn hình như nó còn nhỏ hơn cả một cái chuồng heo luôn. Nằm ở mấy sông. Quần áo nè, hiện giờ nè. Tắm thì chui dưới dòng nước kênh thối á, để tắm. Và chị muốn về Việt Nam, muốn lắm. Nhưng mà chỉ cần muốn gặp được mẹ, nói mẹ ơi con muốn về thôi. Mẹ giang bàn tay cho con, hoặc là gia đình ở quê hương giang bàn tay đón con. Tại vì con là một người nghiện và con... Đó là những cái gì mà chị sống hơn mười mấy năm ở bên Campuchia. Xanh xao thôi con. Thiệt, nó vợ gặp tôi không lẽ nó nhìn không ra mẹ nó luôn nữa. Chứ nó nói đúng lời rồi, thiệt giờ nhìn nó biết ra mẹ, tại vì nhỏ lớn nó ở với ngoại nó không à. Khổ đi mà ăn cũng ít cũng về ngoài gia đình này thăm như ngoại nó nữa. Như vậy là khoảng thời gian khi mà cô đi thêm một bước nữa, cô có gia đình mới á, thì cô có biết tin, cô có hay tin gì về chị Duyên không? Tôi nghĩ là mất thôi, chỉ là chết. Chỉ là mất rồi bà ngoại, ông ngoại nó cũng đi kiếm hoài cũng không được. Rồi ông ngoại bà ngoại nó ngày ngày không hay tin tức gì, thì nghĩ lâu quá rồi cũng là nghĩ nó chết thôi. Chứ nếu nó còn sống người này người kia người ta cũng phải gặp nó. Nghĩ nó chết chứ không nghĩ nó sống sao đó, cầu trên mạng á. Nhìn thấy mà nếu nhìn tôi cũng ra nhìn ra con tôi đã lúc kia cái mặt của nó y gan tôi à, nó mặt nó tròn lắm. Xanh nó ra ra mặt nó tròn, cái mặt nó chỉ nó nhìn sơ ra là nó biết, nhìn nó không ra nó luôn. Nó nói tên cha với tên mẹ, tên em nó, tên nó. Và chắc có lẽ họ dì một xíu nha. Dì nhớ cái khoảnh khắc khi nào bà ngoại á luôn luôn ngắm cho chị Duyên như thế nào, dì có thể kể lại cho cô bác anh chị được nhỏ. Bà ngoại nó còn sống á thì đi kiếm hoài, và phải xách xe bà nó không biết nó đi đi với ai hay là bạn bè, mà không ấy nó không có ấy dẫn bạn về. Mà tới giờ bà ngày nào bà cũng kéo xe vậy đó, bà dẫn em nó nữa với con của em nữa, thằng mập mập á, cái đi nữa cũng đi lượm đi kiếm vậy đó, mà kiếm hoài không thấy. Rồi bà cũng nghĩ rằng là nó chết rồi chứ đâu có nghĩ sống. Rồi tới giờ không thấy nó về, tự nhiên giờ đăng cái Facebook nó lên, tới bà ngoại nó chết luôn rồi, bà còn không thấy. Ngoại nó mới chết chưa được năm nữa, chưa đầy năm nữa. Bà ngoại chắc hay tin này, bà ngoại vui lắm. Chắc chị, bà kiếm hoài luôn, bà lắm, thương lắm luôn. Tôi nói dữ dằn lắm. Bà
động với bà. Mà kiếm không có, ngày nào cũng lội lên bà với thằng con em. Chứ thằng em nó nữa, đi lên trên chợ cho nó kéo xe đi lượm mà chẳng đi kiếm nó luôn. Ngoại nó cũng sống ở ngoài phế liệu. Mà không thấy. Có nghĩa là bà ngoại phải lặn lội đi tìm cháu từ lúc còn khỏe cho đến bà mất luôn. Vẫn chưa tìm được. Chưa tìm được luôn, bà nghĩ nó chết rồi, bà nói chắc nó chết rồi, bà nói còn sống rồi nó về ở đây, bà cũng nhắc nó hoài luôn. Bà nói sao không thấy nó về vậy trơn á. Bà nói chắc nó chết rồi quá, mà không biết nó chết ở đâu. Sao đâu có nghĩ rồi, nó sống đâu, tưởng đâu nó chết đâu rồi, mà cũng gia đình khổ quá, đâu có tiền đâu mà đi kiếm, chỉ đi lên chợ này kia, đi kiếm này kia thôi, chợ nhiều khi nó sống ở trên chợ này kia thôi. Chứ đâu có nghĩ mà đi qua tuốt qua nằm vàng chứ gì đâu. Ở đây á, cái người đồng hành á, tức là chị gọi là chồng, có lẽ là người yêu cũng chưa có kết hôn nhỉ, thương anh này lắm. Và anh này vì bảo vệ chị này mà bị người ta đánh mà bây giờ bị mất trí nhớ luôn. Rất muốn về Việt Nam, rất muốn về gặp mẹ. Gặp lại gì? Gặp lại bà ngoại. Không, bây giờ vẫn chưa biết là bà ngoại mất đâu. Chưa biết con dễ gì. Chưa biết. Bà mới chết đây rồi. Bà ngoại là người thương nhất. Bà thương lắm, bà giờ. Bà giờ ổng thương. Tại vì đỡ hồi đó nói ra da rồi bà ngoại đó, bây giờ ông ngoại nó nuôi nó là từ nhỏ tới lớn luôn. Tôi là mẹ là vô trách nhiệm, từ đó tới giờ không bao giờ lo cho con được cái gì hết trơn, chỉ ngoài bà ngoại lo không. Chỉ có ổng với bà là lo, nó lo anh em lắm. Bây giờ nếu chị Duyên về Việt Nam, chị Duyên ở đâu? Dạ, cái nhà này nè, con ngoại nó để lại nè, nhà lúc ngoại nó chết sùm sùm, nhà nó tệ lắm. À, con biết một cái điều như thế này nè, con thì có thể bỏ được cha mẹ, nhưng cha mẹ không bao giờ bỏ con. Nếu như chị Duyên về Việt Nam, thì cô bù đắp chị Duyên như thế nào? Chị đem con về đây, có mẹ có con, vợ ăn cái gì. Mẹ con sống nhau chứ giờ tôi cũng bây giờ biết gì hơn nữa. Cũng sống với người phế liệu không à, xứ này phế liệu không. Từ thở nào tới giờ. Từ đó giờ cũng đi lượm ve chai vậy không. Về kéo ve đi lượm 7, 8 giờ tối, 8, 9 giờ tối về. Đi nghe bộ gác vậy đó. Thôi bây giờ như thế này cô bác anh chị, lúc mà bà ngoại còn sống á, thì bà ngoại cứ mỗi buổi chiều như vậy á, bà ngoại đạp xe đạp chỉ có một cái hy vọng, đó là tìm được con, tìm được cháu, xin lỗi, tìm được cháu. Bà đi kiếm hoài luôn. Thương ngày hôm nay mình và anh Bùi Hồ từ Campuchia về Việt Nam tìm được gia đình của chị Duyên, và may mắn hơn nữa nếu như bà ngoại còn sống thì bà ngoại sẽ biết được tin nó và sẽ rất là vui. Nhưng mà bây giờ bà đã chút hơi thở cuối cùng rồi. Chắc có lẽ mình với mẹ của chị Duyên, với anh Bùi Hồ lên thắp nhang để muốn nói một cái điều rằng là tìm thấy chị Duyên rồi, cho bà ngoại ở bên kia thế giới một cảm giác yên lòng hơn ha anh Hồ. Đúng. Ngoại nó thương nó. Bây giờ bạn thở ở đâu ạ? Không có cái cảm giác nào bằng hạnh phúc, bằng cái cảm giác bây giờ mình sẽ mang hình ảnh này lên cho bà ngoại xem thắp nhang nha ha. Dạ, đi với con ạ. Cảm ơn. Dắt cái lên cảnh này cho chồng. Má đi kiếm hoài luôn, má kiếm nó hoài, má nhớ nó. Đây là căn gác nhỏ. Dạ, trên đó. Bà cô đi luôn đi cô. Dạ, đi con. Lên đi. Bà đốt mấy đi luôn. Cái võng này xuống cho nó dễ. Ông ngoại thì mất lâu hả cô? Ông ngoại nó mất lâu rồi. Mà cũng hình như là lúc đó trời như cũng không có nấu nữa vậy. Nhưng mà chắc có lẽ mình sẽ thắp nhang nhang để khấn nguyện ha. Chắc nhờ cô đốt con một nén nhang. Đây là hình ảnh mà tụi mình ghi nhận bên Campuchia. Mấy cây. Dạ, hai cây cho anh em cho con. Còn đây là di ảnh bà ngoại. Chắc xin phép thỉnh cái bức ảnh của bà ngoại đó mà. Nói rồi, đốt nhang ngày nào cũng nói vừa mãi qua rồi nó đem nó tìm được rồi. Con thắp trước đi, con thắp trước đi. Con khấn giùm nè. Hôm nay thì mấy tụi cháu từ Campuchia về
Trước hết là chị Duyên á là không có đủ giấy tờ cho nên là không về Việt Nam được. Tụi con sẽ tìm cách để đưa chị Duyên về. Con với anh Bùi Hồ có mang cái hình ảnh của cháu ngoại nè. Cháu ngoại. Cháu ngoại của bà. Cháu của bà về ha. Anh Hồ thắm cho em là thấp nhân nhân. Thì mong là ở bên thế giới bên kia đó bà biết được thông tin này và mà có thể hoan hỉ. Các anh em sẽ cố gắng cùng với lại gia đình hỗ trợ chị Duyên có thể về Việt Nam để mà cùng đoàn tụ gia đình với lại gia đình của mình. Con thì con cho bà hay thông tin ha. Cháu chuẩn bị về Việt Nam rồi. Ông cũng lúc đó ông cũng ngắm trời lắm nè. Và chị Duyên thì cũng muốn về lắm nha bà. Chắc có lẽ mình ngồi đây cho chị luôn ha. Mời giờ cô ạ. Thật sự thì để ngay thời điểm bây giờ muốn đưa chị Duyên từ Campuchia về là một điều rất khó. Tại vì chị không có quốc tịch, không có giấy tờ, không có thông tin gì hết, chưa chích vaccine luôn. Cho nên là muốn về Việt Nam á sẽ cực kỳ khó khăn. Sao nhờ mấy chú sao cho nó về được rồi miếng sao nó về được bất cứ thế nào nó về đây nó ở nhà ông bà ngoại nó thôi ông ngoại nó luôn cái đó. Chứ giờ hoàn cảnh cũng khổ quá mấy chú ơi, không có ai mà có tiền mà qua tới bên đó chứ. Cái hộ khẩu nó có tên của nó mà nó chưa có làm giấy tờ. Vậy là hiện giờ là hộ khẩu ở đây là có tên nó. Nhờ gì lấy giùm lên hay của gì nó có cái hộ khẩu và đưa cho được cái gì bên đẹp kè đây điện kêu đẹp lấy dạ. Đó là một cái thông tin chứng minh được là nhân thân thì có thể bảo lãnh về Việt Nam được. Ở khi mà cô xem cái hình ảnh á, cô có hình dung là đó là con mình không? Cái lúc mới đầu á là coi lướt ngang không mà cũng chưa có coi nữa, không hiểu tại không có biết chữ, coi chỉ lướt ngang thôi chứ bấm vô đó coi thì nó nói một hơi nhìn không ra luôn, thật sự là nhìn không ra con, tại vì là con là ông bà nuôi nó nhỏ lớn, mẹ không có trách nhiệm nào làm mẹ, không nuôi con ngày nào hết, cha nuôi mẹ nuôi là ông bà ngoại của nó, bởi vì nhìn không ra nó luôn, tới mà nó nói lên là tên cha, tên mẹ, tên con, tên em là mới là thật sự là nhận là ra là con của mình, chứ thật sự là không nhận ra luôn, không nhìn con người người ta nhìn cũng vô cũng thừa nhận thiệt mà, nhưng mà máu mũ nhìn không ra luôn đó, thật sự không ra nhìn luôn, mới đầu lên mạng nhìn không bao giờ ra nó luôn, tới là nó tên mới nhìn ra con, thật là con của mình là mẹ vô trách nhiệm quá, để cho ông bà ngoại nuôi không à, chứ ông bà ngoại với gì nó ở đây là nó ở chứ gần gì nó dễ nó nhiều hơn. Không không khi gần không nuôi mà con mình sanh ra mình cũng phải đau lòng chứ, biết mình không có dưỡng con mình để cho cha mẹ mình công dưỡng cái con mình đã dưỡng mình khôn lớn rồi, giờ tới đời con của mình cũng cha mẹ nuôi không. Phải chị ông bà ngoại già không nói đâu, ông bà ngoại nghèo cũng đi lụm bọc nữa. Cái điều gì mà khi cô xem các đoạn băng giữa anh Bùi Hồ và con ghi nhận lại á, cái chi tiết nào khiến cô thấy thương con mình nhất ở xứ người? Xứ người là cái thứ nhất á, nhà không có ở, mưa gió thua cái chuồng gà, chuồng vịt của người ta nữa, cơm nước không ăn đủ đầy hết, đau bệnh không ai lo lắng kế bên hết. Có đau cũng phải có người thân kế bên mình mới có người chăm sóc, còn cái này đau tự xử không. Thật ra tụi con rất là ám ảnh với cái hình tượng chị Duyên đang ở trên một cái thùng rác và mọi người cứ ném rác lên thùng, không biết có người là thậm chí là rác lên đầu luôn, lên đầu lên cổ hết à. Thậm chí như Phong có chia sẻ cô là kể cả thua một cái con vật nữa, nó rất là khổ như vậy. Cô nói là không có nhận ra con mình, lý do là hiện nay chị Duyên rất là ốm, thay đổi nhiều hay sao cô? Ốm mà cái bằng cái mặt nó chứ hoàng nó ấy chứ, nếu thật sự là con Duyên nó găng nó có đầy đủ cái mặt nó y găng tôi luôn, nó giống không có cái nét nào không giống tôi hết chứ.
con Duyên này nó giống có toàn bộ luôn. Từ cái gì, tại vì giờ lớn tuổi rồi, năm mấy tuổi rồi, già rồi. Chứ con Duyên này nó giống thật sự luôn, chỉ có thằng em nó không giống, thằng em nó giống cha đó thôi. Hiện nay thì cô còn lưu giữ nào tấm hình của chị Duyên ngày xưa khi mà chưa bị bán sang Campuchia không? Chứ bà ngoại nó, lúc ngoại nó chết cái gì nó, chứ bà lúc mà sửa cái nhà này lại, lúc kia mà nếu bà ngoại nó, năm nay bà ngoại nó còn sống á, đỡ cái nhà nhìn chú thấy, nhìn thấy ghê lắm. Ngày xưa cô có chụp chung tấm hình với con mình không cô? Không, nó chỉ có chụp lúc nó còn thở, nó còn nhỏ, nó còn cái bà giá của nó mà không biết, để nhỏ hỏi nhỏ em coi nó có giữ cái tấm hình nào của nó không. Dạ. Có nó chụp lên hình bà giá lúc hồi nhỏ, chứ lớn lên thì không có thấy, không biết tấm hình nó, không có ở với bà ngoại nữa là không biết. Dạ. Thật sự là không biết, chứ lúc nó còn thở nhỏ là ông ngoại nó thường thường là ông chở nó đi chụp hình, là cái đầu nó cạo bà cái chớp. Có rất là nhiều người nói với lại kênh của tụi con á, là chị Duyên ngày xưa rất là xinh gái. Hai con mắt nó to dữ lắm. Hỏi gì coi có tấm hình không? Đen có tấm hình của con Đen lúc nó hồi nhỏ ba giá, hoặc là nó lớn không, lúc má ba chết không à. Hỏi thằng Cang coi. Má nó chết rồi, vợ ông nhà bỏ trơn, đâu có biết gì đâu. Dạ, chỉ hình lớn nó không có, chứ hình cái lúc mà thở nó còn nhỏ mà nó đi học lúc 5-6 tuổi gì đó là nó cạo ba giá, là lúc đó là bắt đầu tôi bỏ tôi đi lấy chồng, là ngoại nó nuôi luôn, nuôi dẫn nuôi nó tới lớn. Rồi sau này ông bà ngoại đó, tôi bắt hiếu lắm, tôi ít có về thăm cha thăm mẹ lắm, bắt hiếu. Tại vì không phải bắt hiếu là mình quá nghèo, có chồng sau này quá nghèo quá khổ, chứ không có con nào mà bắt hiếu với cha mẹ chứ. Nghèo quá không có về thăm cha mẹ, đường xá xa xôi. Đường xá xa quá. Rồi ở đây mẹ chết, không về được để tang luôn. Bị dịch đâu người ta chặn cản ẩu hết trơn, về không được luôn. Nhưng mà sao hôm nay cô về được nè? Đã nói tôi coi trên mạng á, là bây giờ là tôi đi về đây. Tại vì xứ sở đây đã mình già mình biết quê hương của mình rồi. Tôi đi về, về đặng cái kiểu mà đặng coi cái nào đường nào đặng lên cái ấy đặng cho con tôi nó về, nhờ cộng đồng mạng giúp cho con tôi về đặng cho con tôi nó đoàn tụ gia đình, chớ là thất lạc là lâu rồi. Dạ. Hôm nay thì hai anh em tụi con phát video này, chị Duyên sẽ có lẽ sẽ xem được cái hình ảnh đó ngay thời điểm bây giờ. Bản thân cô có điều gì nhắn nhủ trực tiếp cho con mình không? Mẹ chứ mong con về đây chứ không bà ngoại á, thờ bà ngoại mà ăn. Con lo con sống về nhà ngoại ở, về đây cứ còn chết ở đây đừng bỏ xứ người. Chị Duyên ơi, đây là cái lời mà mẹ chị nhắn chị suốt mười mấy năm qua. Còn mẹ thì vô tâm rồi, con đừng nghĩ gì tới mẹ nữa hết. Đây thưa cô bác anh chị, để chứng minh rằng là cô là mẹ của chị Duyên, là mình sẽ cho mọi người xem cái sổ hộ khẩu nha. Dạ. Cô tên là Trần Hồng Thoại. Cô là Trần Hồng Thoại ha. Đây là cuốn sổ hộ khẩu gia đình của chị Duyên, và mình đang tìm cái tên của chị Duyên á, để chứng minh rằng là chị Duyên đây. Ôi, Trần Thị Trang Duyên, sinh năm 1989, tức là như chị nói á, mô tả là ở xã Mỹ Phước, Long Xuyên, dân tộc Kinh. Ôi, hôm nay thì tìm được chính xác rồi. Đây nha cô bác anh chị. Và ngày hôm nay thì Phong Bụi cùng với anh Bùi Hồ đang có mặt tại Long Xuyên, tỉnh An Giang, và từ Campuchia xuôi dòng sông Mekong trở về quê hương. Chị để một mục đích cuối cùng là kết nối giữa chị Duyên và mẹ gặp lại và đưa chị về lại nước. Dù chị có bị nhiễm ma túy, hoặc là dù chị có như thế nào chăng nữa thì cũng là một con người, và người ta đã quay đầu lại bờ là một cái điều gì đó. Hãy cũng rất mong muốn cái sự gian một tay đón của cô bác anh chị. Và trong các video sắp tới thì mấy anh em sẽ làm sao, làm cách nào để đưa chị Duyên về nước và để cho hai mẹ con đoàn tụ nha cô bác anh chị. Có một cái thông tin đáng mừng, đó là mình có được cái sổ hộ khẩu chứng minh là nhân thân là người thân của mình, thì lúc đó cái việc mà bảo lãnh chị Duyên về sẽ dễ dàng hơn. Nếu như mà không có sổ hộ khẩu hoặc là không có giấy khai sinh thì sẽ rất khó để đưa chị Duyên về Việt Nam. Và cái hành trình mà của hai anh em á, cho chị Duyên gặp lại gia đình sẽ còn ở video tiếp theo ha. Thì chắc có lẽ tụi mình